căn cứ vào luật đất đai, căn cứ vào luật quản lý tài sản công và tài sản nhà nước thì đất này không nằm trong đối tượng phải nộp tiền thuế đất. Đó là tôi khẳng định vấn đề đó. Chúng tôi phải xây dựng quy chế về vấn đề thu chi lên hợp và báo cáo bộ. Bộ đồng ý rồi về lại lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ đảng viên và công nhân viên ở khu liên hợp, sau đó mới ban hành thành quyết định. Đấy là làm để muốn nói rằng về mặt tài chính rất là công khai, rất là minh bạch, chứ không có bảo là ông cứ tùy tiện cái đất này ông đem ông cho thuê thế này thì không có. Suốt từ năm 2010 cho đến 2018 chả ai đả động gì cả. Hàng năm không một cơ quan thuế nào bảo là chúng tôi phải nộp tiền này cả. Mà năm nào chúng tôi cũng hoàn thành nghĩa vụ về thuế. Một năm khu liên hợp phải nộp mấy chục triệu tỷ tiền thuế cả. Năm nào cũng hoàn thành. Năm nào cũng được Cục Thuế Hà Nội thông báo là hoàn thành thuế. Đùng một cái đến 2018 bảo chúng tôi phải truy thu 2017 về trước. Chúng tôi cứ ngã ngửa chứ. Thế khi chúng tôi báo cáo bộ ngã ngửa chứ mà. Bộ lại có văn bản báo cáo gửi Hà Nội là yêu cầu cho dừng lại cái này này. Cái này phải căn cứ vào luật chứ không thể làm ấy được. Thế nhưng mà các anh ấy cứ làm, các anh ấy cứ tính. Thuế ăn chi Cục Thuế rồi sau Cục Thuế cứ thế tính. Thì chúng tôi biết làm sao được. Chúng tôi thấy cái này thì phải trông chờ vào các cơ quan có thẩm quyền để người ta xác định rõ vấn đề này chứ. Thì vừa qua tôi biết là chính phủ đã giao cho Mỹ Đình và Bộ để xây dựng cái đề án để tháo gỡ ở đây. Thì tháo gỡ ở đây là tháo gỡ về mặt cơ chế. Nhưng cơ chế này phải có một cái giải pháp hết sức cụ thể để chính phủ xem xét và chính phủ quyết. Chứ không thể nói cơ chế chung chung được. Là tôi nói ví dụ tự chủ ở Mỹ Đình hiện nay chỉ nên tự chủ 50-60%, còn 40-50% là hàng năm ngân sách phải cấp. Mỹ Đình cán bộ công nhân viên cũng gặp rất nhiều khó khăn, đời sống cũng rất là khó khăn. Tôi biết ở đây có cái giai đoạn mà dịch bệnh là vì tự chủ không thu, không có nguồn thu, anh em không có lương. Nhiều dư luận lúc đó cứ nói rằng tôi biết đâu tôi bán bỏ đất, hoặc là tôi có này khác tôi đất sẽ bị mất đi. Nhưng khi thanh tra thì thấy rằng trong 8 năm tôi quản lý không mất một mét đất của nhà nước. Thậm chí tôi còn đòi được hơn 200 mét vuông ở chỗ Phú Đô về cho từ 2003. Mà cái này thì các bộ ngành đã phải ghi nhận vấn đề này. Về sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công thì vấn đề của tôi làm rất nghiêm túc. Giữa nguồn thu và nguồn chi không có thất thoát của nhà nước một đồng nào. Mặc dù đơn vị tự chủ nhưng không thất thoát của nhà nước một đồng nào. Và cái đó thanh tra đã kết luận rõ như vậy. Thời gian vừa rồi thì có rất nhiều người bị ám ảnh bởi con số 800 tỷ mà người ta cho rằng đấy là khoản tiền mà hiện nay khu liên hợp thể thao Mỹ Đình đang nợ. Vậy thì với tư cách là một người đã quản lý khu liên hợp thể thao Mỹ Đình từ năm 2010 đến 2018 thì ông sẽ chia sẻ gì về điều này? Cái việc chi cục thuế quận Nam Từ Liêm ấy, thế và cái cục thuế Hà Nội ấy, tính cái tiền thuê đất mà bây giờ gọi là truy thu cái tiền thuê đất đối với các cái hợp đồng ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng là đất chờ dự án tại cái khu liên hợp thể thao quốc gia từ năm 2018 trở về trước ấy, thì theo quan điểm của tôi ấy, thì cái việc tính này là không có cơ sở pháp luật về đất đai. Thì tại sao vậy? Thì pháp luật về đất đai cũng như là pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, tài sản công ấy, quy định rất rõ là các cái sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính đấy, thì đất mà phải nộp tiền thuê đất là đất đó là đã được nhà nước đầu tư tài sản cơ sở vật chất trên đất và đã giao cho anh quản lý và khai thác, đem ra khai thác thì cái đất đó là anh phải nộp tiền thuê đất. Tôi nói ví dụ như Mỹ Đình ở đây, thì ví dụ như bây giờ đem một mét đất ra của sân vận động hoặc là của cung thể thao dưới nước để khai thác thì đất đó phải nộp tiền thuê đất. Vì đất này đã được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, đã xây dựng sân vận động, đã xây dựng các cái công trình dưới nước và đã giao cho khu liên hợp quản lý và khai thác sử dụng. Ta vẫn nói thì đã giao cấp cho ông cái giấy chứng nhận đấy, gọi là bia đỏ đấy. Đấy. Thế thì cái đất đó mà nếu ông đem ra khai thác thì ông phải nộp tiền thuê đất. Thế thì đối với khu liên hợp thao quốc gia, một số diện tích đất mà nhà nước mới chỉ đền bù giải phóng mặt bằng, gọi như đất chờ dự án, thì nhà nước mới chỉ giao cho khu liên hợp thể thao quốc gia quản lý về mặt quy hoạch để xây dựng các cái công trình thể thao khi có tiền.
mà nhà nước chưa giao cho khu liên hợp thể thao quốc gia quản lý và sử dụng như thể là sân vận động hay là khu thể thao nhà nước. Cho nên căn cứ vào luật đất đai, căn cứ vào luật quản lý tài sản công và tài sản nhà nước thì đất này không nằm trong đối tượng phải nộp tiền thuế đất. Đó là tôi khẳng định vấn đề đó. Khẳng định đó. Thế tuy vậy thì khi mà anh đem cái phần diện tích đất chờ dự án đó ra ấy, để anh khai thác ấy, thì không phải là anh không sai, mà anh cũng vi phạm vào luật đất đai. Vi phạm luật đất đai. Đấy. Thế vì vi phạm luật đất đai ở đây là vi phạm cái vật đất đai thì chính phủ đã có cái nghị định 105 ngày 11 tháng 11 năm 2009. Thì đối với những trường hợp này thì xử lý theo 3 tình huống. Thứ nhất là anh phải chịu phạt về hành chính. Căn cứ vào số lượng diện tích thì nó từ 2 cho đến 3 tỷ là phạt về hành chính. Cái thứ hai là anh người ta sẽ truy thu lại toàn bộ số tiền mà anh cho thuê. Và cái thứ ba là anh phải hoàn trả lại toàn bộ mặt bằng như ban đầu. Chứ không phải là cái đất chờ dự án mà anh đem cho ra khai thác mà không vi phạm. Cũng vi phạm. Vi phạm như này đã có, nó đã có những cái điều để xử phạt theo luật đất đai mà chính phủ đã ban hành. Thì tôi vừa nói ở trên. Thế thì điều đó để tôi khẳng định rằng việc chi cục thuế quận Nam Từ Liêm và cục thuế Hà Nội tính cái tiền thuê đất đối với các cái hợp đồng ngắn hạn 3 tháng 6 tháng gọi là đất chờ dự án của khu liên hợp thao quốc gia là không đúng với pháp luật về đất đai. Pháp luật về đất đai. Tại sao họ lại đưa ra một cái mức như thế ạ? Cái đó thì tôi không hiểu được. Tức là họ tính ở đây, họ tính tôi cảm thấy như họ tính theo kiểu quay xào. Họ vung quay xào đến đâu họ tính đấy. Chứ họ, ngay kể cả có phải nộp tiền thuê đất chăng nữa thì cũng phải tính ra là nó cách mặt đường là bao nhiêu thì giá bao nhiêu, sau đó là bao nhiêu. Nhưng họ không, họ tính có một cái giá. Cái giá. Tức là họ áp một cái mức họ, chung họ cho tất chung. Cả đấy là tôi nói kể cả cái diện tích đất đá mà diện tích đất là diện tích đất là buộc là đất dịch vụ mà phải nộp tiền thuê đất thì nhiều khi tính tiền thuê đất cũng phải tính rằng là thứ nhất là cái diện tích cho thuê thực tế là bao nhiêu để tính bao nhiêu. Cái thứ hai nữa là nó cách mặt đường lớn là bao nhiêu. Đấy, thế nhưng đằng này đây thì họ tính một cái chung chung. Thế vậy đấy là cũng là cái là nó không đúng. Tức là lẽ ra họ phải tính một cách rất là cụ thể cho từng thì, cái loại đất đúng không ạ? Vâng, thế thì cái phần này thì tôi có ý kiến, tôi thấy như thế này. Thật ra cái việc chi cục thuế quận Nam Từ Liêm ấy và kể cả cục thuế Hà Nội, thật ra là các đơn vị này là làm việc tôi cho rằng không nghiêm túc về vấn đề nghiên cứu các văn bản nhà nước, đặc biệt là pháp luật. Bởi vì sau này là Thủ tướng chỉ đạo bằng cái văn bản số 11 ấy, năm 2021 ấy, là Thủ tướng chỉ đạo rõ để xem cái đất chờ dự án này có phải nộp tiền đất hay không thì các cơ quan chuyên môn phải căn cứ vào luật đất đai, căn cứ vào luật quản lý tài sản công và tài sản nhà nước để xác định xem cái đất này có phải nộp tiền thuế đất hay không. Thế thì các bộ ban ngành người ta cũng đã có tiếng nói và tôi đã dự họp đấy. Người ta đều khẳng định rằng đất này là đất chờ dự án. Đất này chỉ mới giao cho khu liên hợp quốc gia quản lý về mặt quy hoạch chứ chưa giao cho khu liên hợp sử dụng và khai thác. Cho nên đây là cái đất mà nhà nước chưa đầu tư tài sản trên đất. Cho nên đất này không nằm trong cái đối tượng phải nộp tiền thuế đất. Thì tôi mới nói rằng ngành thuế của Hà Nội nhiều khi tính cái cần tính thì không tính, cái không cần tính để đi tính. Tôi nói ví dụ hai cái bãi xe 1 và bãi xe 2 ở Mỹ Đình là về mặt quy hoạch là khu liên hợp thể thao quốc gia quản lý về mặt quy hoạch. Hai cái bãi xe này đã được nhà nước đầu tư nhiều tỷ đồng để hoàn thành và đưa vào hoạt động. Sau SEA Games 2003 thì chính phủ giao cho Hà Nội quản lý. Hà Nội giao cho một cái trung tâm khai thác dịch vụ của hai cái bãi xe này. Và cái đất này là đất dịch vụ. Đất này là đất đã được nhà nước đầu tư trên đất. Và đất này theo đúng luật đất đai, luật quản lý tài sản công tài sản nhà nước là phải nộp tiền thuế đất. Nhưng suốt từ 2003 cho đến bây giờ là không nộp một đồng nào. Thanh tra chính phủ cũng đã phát hiện ra, cũng đã yêu cầu Hà Nội phải chấp hành. Nhưng như tôi được biết, đến thời điểm này là 2023, vẫn không thu một đồng nào. Đây là làm thất thoát của nhà nước nhiều trăm tỷ đồng. Là cái này là đáng phải thu. Thế còn cái không đáng thu, ví dụ như ở Mỹ Đình, đây là đất chờ dự án mà. Thế nếu thu của Mỹ Đình, thì tại sao Cục Thuế Hà Nội không thu ngay trong các cái địa bàn khác của Hà Nội? Tôi nói ví dụ, quận Hà Đông, ở cái phường Văn Phú, gần 100 hectare
diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng cái công viên thể thao của Hà Đông. Nhưng do chưa có cái kinh phí để đầu tư xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có cái văn bản số 3461 ngày 22 tháng 5 2015, tức là đồng ý là giao cho quận Hà Đông quản lý và khai thác tạm, cũng với cái mục tiêu là, mục đích cuối cùng là để chống cái hoang hóa, chống lấn chiếm, chống tệ nạn xã hội. Thì rõ ràng thành phố Hà Nội cũng như quận Hà Đông, người ta cũng đã xác định cái đất đây là đất chờ dự án, đất mới đền bù giải phóng mặt bằng để chờ dự án, cho nên là cái tiền thuê đất là không phải nộp, cho nên họ mới làm. Thế mà không ai hiểu hơn là Ủy ban thành phố Hà Nội cũng như là quận Hà Đông. Thế nếu mà thu như ở Mỹ Đình thì nó ra mấy ngàn tỷ, tôi tính nó khoảng 3-4 ngàn tỷ. Thế tại sao Cục Thuế Hà Nội không thu cái đó? Mà cũng một thời điểm 2014 và 2015 là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch giao văn bản 2014 cho khu liên hợp khai thác cái đất tạm. Thế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì giao văn bản 2015. Như vậy năm trước với năm sau. Thế thì tại sao anh không thu? Đấy. Thế thì có phải là làm việc có những cái cần thu thì không thu, thu không đúng thì các anh để đem ra để thu. Đấy. Thì tôi cho cái đó là cái mà bất cập trong vấn đề này. Đấy, này. Đấy. Mà tôi thấy là cái chi cục thuế quận Nam Từ Liêm cũng như là ngành thuế Hà Nội cũng phải rút kinh nghiệm trong vấn đề này. Tức là nó có một cái không đồng nhất giữa cái việc mà người ta đã áp dụng cho Mỹ Đình và người ta đang áp dụng cho Hà Đông ở Văn Phú, đúng không ạ? Phường Văn Phú. Và tại sao nó lại có một cái sự khác biệt như thế ạ? Đến tôi không hiểu. Chắc là họ tính cầu Mỹ Đình lúc đó họ không giả soát hết văn bản của Hà Nội. Vâng. Mà họ không biết rằng ngay năm sau là Hà Nội ra cái văn bản như vậy. Cho nên là cái đó tôi nghĩ là do cái giả soát văn bản. Hiện nay ở khu liên hợp thể thao Mỹ Đình thì có bao nhiêu diện tích đất của mình là đã được nhà nước đầu tư ở trên đất rồi? Và bao nhiêu diện tích là hiện nay chúng ta đang được gọi là đất chờ dự án, tức là chưa có sự đầu tư trên đất của nhà nước ạ? Nếu nói thế thì tôi phải nói về quy hoạch. Vâng. Trước năm 2012 ấy thì Mỹ Đình quản lý 247 hecta, quản lý ví dụ như thế là 50 hecta của trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, đường giao thông ở trước ở khán đài B, quảng trường đấy, đoàn như liên đoàn bóng đá hay là hai bãi xe của Hà Nội, hay là bệnh viện thể thao, hay là trung tâm đô binh. Được. Thì tất cả những cái đó nó là 247 hecta. Được. Nhưng đến 2015 về điều chỉnh quy hoạch phân khu ấy, thì lúc đó tức là Ủy ban Hà Nội cũng tính đi tính lại là những cái nào mà Mỹ Đình không quản lý thì tách bỏ nó ra. Tách bỏ nó ra. Ví dụ như thế là cái quảng trường nó lớn như thế thì về vấn đề giao thông công chính là về Hà Nội người ta làm. Được. Tôi nói ví dụ như thế. Hay là hai cái bãi xe, hay hoặc là trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao của Hà Nội, hay là một số những cái như cái liên đoàn bóng đá này khác thì lúc đó nên tách trả ra cho nó gọn. Thế thì lúc đó thì 2015 ấy thì Mỹ Đình chỉ quản lý khoảng 120 hecta. Trong 120 hecta thì chỉ mới đầu tư ví dụ như thể là sân vận động hơn 20 hecta, thế và bên cung thể thao dưới nước hơn 10 hecta, thế và bệnh viện AB này khác thì nó khoảng là 60 hecta, còn lại 60 hecta nữa hiện nay đang chờ dự án, ví dụ như thể là sân đua lòng chảo. Đấy là một cái công trình bắt buộc mà khi đăng cai ASEAN, ví dụ Đại hội Châu Á là nó là môn thi bắt buộc là phải có. Hay hoặc là cái tổ hợp thi đấu trong nhà là cũng phải có. Hay hoặc là cái khách sạn thể thao hay là một số những cái trung tâm đào tạo thì nó cỡ khoảng thế, khoảng hơn 60 hecta nữa. Thì hiện nay là trong hơn 60 hecta này thì cũng có những phần diện tích đã đền bù giải phóng mặt bằng nhưng mà chưa có kinh phí xây dựng, ví dụ như thể là một số cái diện tích đất cho thuê tạm vừa qua đấy. Vâng. Thế và có những cái phần diện tích hiện nay ví dụ như ở Tân Nhân Mỹ, tức là hiện nay đã đất thì có rồi nhưng chưa đền bù giải phóng mặt bằng đó, nhưng mà về mặt quy hoạch thì vẫn là do khu liên hợp thể thao quốc gia quản lý chung, nó khoảng hơn 100 hecta gì đấy. Với rất nhiều những cái sự không đồng nhất như thế thì tại sao khu liên hợp thể thao Mỹ Đình của mình, đặc biệt là dưới cái thời của ông lại không có những buổi làm việc để có thể là mình chia sẻ với bên thuế Nam Từ Liêm hay thuế Hà Nội để họ nhìn được một cái cách toàn cảnh hơn, đặc biệt là cái cách mà chúng ta đang hiểu về những cái văn bản mà mình có trong tay để họ tránh cái việc họ tính nhầm. Mỹ Đình hay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hay là Tổng cục Thể dục Thể thao làm cái gì thì cũng phải căn cứ vào luật. Tiền thuê đất này, tính tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
hay là những cái diện tích đất sự nghiệp thì phải căn cứ vào luật đất đai, không thể khác được, mà ai cũng phải sống trên nền tảng của luật pháp thôi. Thế cái luật pháp bảo cái này thu thì phải thu, luật pháp cái này không phải thu thì không phải thu. Ví dụ Mỹ Đình những cái dự án liên doanh liên kết là sử dụng trên cái những cái đất mà nhà nước đã đầu tư tài sản trên đất, như thể là trong xung quanh những cái phần xen kẹt của sân vận động hay là bên cung thao dưới nước. Khi mà dự án này thì Bộ Tài chính họ xem xét ngay, và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch họ xem xét ngay. Cái đầu tiên là yêu cầu bắt buộc là phải nộp tiền thuê đất, vì đất này là đất đã được nhà nước đầu tư trên đất. Thế còn những cái phần mà nhà nước gần đây chỉ mới đất đền bù giải phóng mặt bằng chờ dự án thì nó không nằm, luật không nằm ở trong đó, không nằm trong cái đối tượng mà nộp tiền thuê đất. Cho nên Bộ cũng như là Tổng cục người ta cũng đã xem xét vấn đề đó. Mà ngay bản thân Mỹ Đình chúng tôi thế thôi, sống là phải sống theo luật pháp. Chúng tôi cũng nghiên cứu, chúng tôi cũng có hẳn một bộ phận luật để chuyên để kiểm tra cái xem cái đất này có phải nộp tiền thuê đất hay không. Thì khẳng định là không phải nộp tiền thuê đất nên chúng tôi mới cho thuê. Chứ còn nếu phải nộp tiền thuê đất thì chúng tôi tiền thì các đơn vị là gánh như nào được, chúng tôi không cho thuê. Bởi vì là thuê ngắn hạn mà, 3 tháng, 6 tháng, cũng có thể là hôm nay cho thuê mà 3 tháng sau cần phải sử dụng vào các cái công trình thể thao thì Bộ Văn hóa Thể thao yêu cầu cho thanh lý là phải thanh lý ngay. Thanh lý ngay. Cho nên nó gọi là ngắn hạn, nó cho thuê là thuê tạm thời. Để làm gì? Để lúc đó cái mục tiêu cuối cùng là gì? Là để chống hoang hóa, chống lấn chiếm, chống tệ nạn xã hội. Và đồng thời tạo thêm một cái nguồn thu cho đơn vị khu liên hợp thao quốc gia là đơn vị tự chủ về tài chính. Trong cái điều kiện ngân sách không cấp và kinh phí rất khó khăn, thì để tăng cái nguồn thu, để phục vụ cho duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, tránh cái chống xuống cấp của các công trình, thì chúng tôi mới cho thu, chúng tôi mới tiến hành cho thuê. Và cho thuê đây cũng phải được sự đồng ý của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Quá trình tiến hành thì Bộ cũng phải hướng dẫn làm quy chế về giá cả tất cả các cái khu hoạt động ở khu liên hợp thao quốc gia, từ một trận bóng đá là bao nhiêu, từ cho thuê một cái phòng kho của bên sân vận động bên kia là bao nhiêu một mét vuông, cho thuê tạm thời các cái dự án hợp đồng ngắn hạn nó là bao nhiêu một mét vuông, là cái đó nó phải có, nó có một cái đề án là nói là chúng tôi phải xây dựng quy chế về vấn đề thu chi của khu liên hợp và báo cáo bộ đồng ý rồi về lại lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ đảng viên và công nhân viên ở khu liên hợp, sau đó mới ban hành thành quyết định. Đấy là làm để muốn nói rằng về mặt tài chính rất là công khai, rất là minh bạch, chứ không có bảo là ông cứ tùy tiện cái đất này ông đem ông cho thuê thế này thì không có, làm là rất là nghiêm túc. Tôi muốn nói rằng ai cũng vậy, Hà Nội cũng vậy, ngành thuế cũng vậy, mà đến Mỹ Đình cũng vậy, mà đến tất cả người dân, thì khi thực hiện một cái nội dung nào đặc biệt liên quan đến đất đai thì phải căn cứ vào luật. Cho nên anh không thể nói rằng là tôi là làm ở ngành thuế mà tôi không biết được. Là luật nó sơ như thế rồi thì anh phải biết chứ. Thậm chí các anh cần phải hướng dẫn chúng tôi chứ. Vì nói chung tôi muốn thu một cái đơn vị này, một cái diện tích như thế này là chúng tôi cần phải tập huấn cơ mà. Chúng tôi cần phải thông báo trước cơ mà. Và đến làm việc trước cơ mà. Hai nữa là phải có cái tập huấn cơ mà. Đằng này sơ đến suốt từ năm 2010 cho đến 2018 chả ai đả động gì cả. Hàng năm không một cơ quan thuế nào bảo là chúng tôi phải nộp tiền này cả. Mà năm nào chúng tôi cũng hoàn thành nghĩa vụ về thuế. Một năm khu liên hợp phải nộp mấy chục triệu tỷ tiền thuế cả. Năm nào cũng hoàn thành. Năm nào cũng được Cục Thuế Hà Nội thông báo là hoàn thành thuế. Không năm nào chúng tôi không hoàn thành cả. Thế đến đùng một cái đến 2018 bảo tôi phải truy thu 2017 về trước. Vâng. Chúng tôi cứ ngã ngửa chứ. Cái này chúng tôi đơn mà chúng tôi khi chúng tôi báo cáo bộ ngã ngửa chứ, mà bộ lại có văn bản báo cáo gửi Hà Nội là yêu cầu cho dừng lại cái này phải căn cứ vào luật chứ không thể làm ấy được. Thế nhưng mà các anh ấy cứ làm, các anh ấy cứ tính thuế ăn chi Cục Thuế rồi sau Cục Thuế cứ thế tính thì chúng tôi biết làm sao được. Chúng tôi thôi thì cái này thì phải trông chờ vào các cơ quan có thẩm quyền để người ta xác định rõ vấn đề này chứ. Trong suốt thời gian mà làm giám đốc khu liên hợp thì ông có khi nào ông nghĩ rằng là mình sẽ gặp các cơ quan thuế để có thể là mình chia sẻ thông tin thôi, vì những cái văn bản luật mà mình đang có mình sẽ chia sẻ với họ để làm sao đấy họ có được một cái nhìn nó chuẩn hơn và họ sẽ tính cái tiền thuế nó sát hơn, đỡ phải có những cái giống như anh nói là nó ngã ngửa ra vì thấy con số nó lớn quá. Trong suốt quá trình làm vì cái này thì chúng tôi không bao giờ nhận được những cái phản ứng trái chiều như thế cả. Và cơ quan khu liên hợp thao quốc gia là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, chúng tôi có những cái nguồn thu thì chúng tôi cũng xác định rằng thu là phải nộp thuế. Cái đó là sòng vàng, hàng năm là phải báo cáo về thuế, cuối năm và đầu năm phải báo cáo về cái tờ khai về vấn đề thuế.
thì chúng tôi làm, và sau khi các cơ quan thuế thẩm định là đúng rồi thì năm nào chúng tôi chấp hành nộp đủ thuế, không có thiếu đồng nào cả. Năm nào Cục Thuế Hà Nội, chi Cục Thuế phải khẳng định là chúng tôi hoàn thành về thuế. Thế chi duy chỉ các cái tiền thuế đất này là đến năm 2018 thì chi Cục Thuế ra cái thông báo là truy thu anh Bảy, thì chúng tôi mới thấy lạ. Mà đất này có phải là đất để phải nộp tiền thuế đất đâu. Tức là truy thu từ năm 2017 đổ về năm 2003 đúng không ạ? Truy thu từ 2018. Vâng. Trở về trước chứ đến 2009. À vâng. Là 10 năm. Vâng. 10 năm. Đấy. Thế tại sao họ lại không thu từ 2009 đến 2003? Bởi vì là khi bắt đầu mình đưa cái khu này vào hoạt động là năm 2003 đúng không ạ? Thế tại sao lại từ 2003 đến 2009 lại không tính? Thế tôi mới mà nói... chỉ tính từ 2009 đến 2018 ạ? Thế tôi mới nói cái câu chuyện là như thế. Bởi vì là khi tôi về đây thì cũng rất nhiều diện tích đã được Ủy ban Thể thao trước đây. Thế và khu liên hợp cũng cho thuê. Chứ không phải là đến tôi về mới cho thuê. Thế khi tôi về tôi đã xem hết tất cả các cái văn bản. Nhưng mà tôi rất cẩn thận. Tôi không căn cứ vào đấy. Đấy. Mà tháo gỡ là phải khi từ đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xuống làm việc. Sau đó thì tôi có đề án ở nơi. Tôi báo cáo bộ rằng đấy, hiện nay thì như thế thì bây giờ có cho thuê không? Thì bộ ra văn bản đồng ý. Để chống hoang hóa, chống lấn chiếm, chống tệ nạn xã hội thì đồng ý cho khu liên hợp, nhưng mà chỉ cho thuê ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm khi nhà nước cần là phải thu hồi ngay. Vâng. Cái thứ hai là cũng là để tăng cường cái nguồn thu, thì cái đó là đúng, chứ không phải tôi về mà tôi đã tự tiện tôi làm ngay theo app của người cũ, không đó. Vâng. Tôi làm rất cẩn thận. Cho đến hoặc là 2016 là chuẩn bị ASEAN 18 lúc đó mà Việt Nam đăng cai. Vâng. Thì chúng tôi coi như cho dừng tất cả, bởi vì nó liên quan tới cái tổ hợp thi đấu trong nhà, liên quan tới sân Đu Hàng Chào. Cho nên là cho dừng tất cả, thanh lý toàn bộ. Vâng. Thế nhưng mà sau đó ASEAN lại không tổ chức. Thì tôi lại có văn bản báo cáo bộ là xin ý kiến bộ, bây giờ như thế thì có tiếp tục cho thuê không? Bộ bảo tiếp tục cho thuê. Để chống hoang hóa, chống lấn chiếm, chống màu bộ cho là đúng. Mà lại tạo được cái nguồn thu thêm để cho tập trung duy tu bảo dưỡng, để nâng cao cái đời sống cho cán bộ công nhân viên. Đối một đơn vị tự chủ về tài chính. Vâng. Thì tôi cho rất hợp lý. Thì đấy, tôi làm để muốn nói rằng hệ thống văn bản của tôi là tôi làm rất cẩn thận và rất thận trọng trong vấn đề đó. Vâng. Đấy. Chứ không phải là tôi cứ bảo đâu làm đấy, làm cách tùy tiện thì thôi. Cái con số 800 tỷ đấy là người ta tính thế nào mà lại làm con số lớn như thế? Không phải. Ban đầu thì nó chỉ tính có hơn 400. Vâng. Thế sau mấy năm thì nó lên, sau lên 600. 600 thì tôi nói rằng về tính lãi suất ấy, thì nếu anh không nộp ấy, thì nó cứ cho tự động nhảy số thôi. Yeah. Cứ để đấy và tự nó cứ nhảy. Yeah. Sang năm nó lại tính một con số khác, ví dụ vậy. Đấy, chỉ cái đó tôi suy nghĩ vậy thôi. Yeah. Thế nhưng mà lẽ ra là cái con số ban đầu mà khi thanh tra người ta kết luận là anh phải khoanh nó lại. Yeah. 600 là 600 đã. Thế nhưng ông vẫn cứ để nó nảy số lên thì nó lên như vậy. Đến 800 và sau sang năm nó có thể lên đến 1.000 tỷ, ví dụ vậy. Đấy, thì cái đó thì chắc là bên thuế thì ngành tính kiểu đó. Tôi cái cách tính của họ là như vậy. Vâng. Vừa rồi thì có thêm một cái thông tin nữa là quận Nam Từ Liêm cũng lại nhận được cái đơn kiện mà họ đang đòi mình bồi thường 20 tỷ vì là mình cho thuê sau đó mình lại cắt hợp đồng. Thì cái đấy là cụ thể nó như nào? Cái đó thì tôi không biết cái đó. Vâng. Không phải giai đoạn của tôi không, dạ. không nắm được cái đó. Chỉ có là chỗ cái nhà hàng ăn Hải Yến à, đúng không? Thì có cái tranh chấp để chuẩn bị xây dựng cái đường đua công thức 1 lúc đó ấy. Vâng. Thì yêu cầu là phải giải tỏa. Thế thì cắt điện nước của họ thì họ cho là như thế là làm thiệt hại. Thì họ hình như không nhầm thì họ cũng đưa ra tòa án dân sự đấy. Vâng. Cái tranh chấp đó. Nhưng cái đó thì không phải giai đoạn của tôi, không. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về những cái buổi làm việc của ông với Phó Thủ tướng rồi với các bộ ban ngành để làm sao mình biết được là Mỹ Đình của chúng ta được quyền khai thác cái gì và đâu là cái khoản mà chúng ta phải nộp thuế và với mức như thế nào. Ông có thể chia sẻ được về điều này không ạ? Tôi nói đầu tiên là phải nộp thuế. Vâng. Là phải theo luật. Đối với Mỹ Đình ở đây, 1 mét đất đem ra cho thuê. Nhưng mà đất đó phải là đất đã được nhà nước đầu tư trên đất. Vâng. Ví dụ sân vận động, ví dụ cung thể thao dưới nước, thì 1 mét đất ông đem ra cho thuê ông phải nộp thuế. Đó là luật, không được khác. Vâng. Còn lại những cái đất như đất chờ dự án thì nó cũng luật mà không quy định thì người ta không phải nộp. Vâng. Nếu người ta được khai thác, hoặc người ta khai thác mà người ta tình nguyện, người ta nộp một phần đấy, thì đấy là việc của người ta. Thì người ta sẽ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Và theo như văn bản mà mình đang có
thì cái khoản tiền thuế mà mình phải nộp đấy là mình không phải nộp, đúng không ạ? Đúng rồi, cái đó không nằm trong đối tượng phải nộp tiền thuế đất. Và liệu bây giờ mình sẽ làm thế nào để mình giải quyết được cái câu chuyện này khi ở bên thuế vẫn đòi, vẫn đang truy thu và con số nó vẫn tăng lên hàng ngày? Tôi đã nói rằng ngành thuế là họ để cho nó cứ nhảy tự nhiên con số. Thế còn bây giờ thì phải căn cứ vào cái thông báo 11 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, rằng các cơ quan chuyên môn khi xem xét cái tiền thuế đất này là phải căn cứ vào luật đất đai, căn cứ vào luật quản lý tài sản công và tài sản nhà nước để xem cái đất này có phải nộp tiền thuế đất hay không. Đất hay không. Thế nếu không phải nộp tiền thuế đất, nếu đúng luật không phải nộp tiền thuế đất, thì cũng là cái trả lời lại để cho ngành thuế Hà Nội biết thế. Chúng ta sẽ nói đến một cái vấn đề rất lớn, đó là tái đầu tư. Bởi vì là chúng ta xây dựng ra một cái khu Mỹ Đình này cũng đã rất là tốn tiền. Nhưng mà chắc chắn là với một cái diện tích rộng và với rất nhiều những nhà thi đấu sân vận động như thế này, thì chắc chắn là cái khoản tiền để chúng ta duy tu bảo dưỡng, để luôn luôn duy trì nó ở trong cái tình trạng là tốt nhất, chắc chắn là nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Vậy thì cái khoản tiền đó là mình thu từ đâu để mình có thể làm được điều đó? Đầu tiên tôi phải nói là cái giữ gìn cái tài sản trước. Năm 2022 ta tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam, thì tôi vẫn cứ là một cán bộ trong ngành, cũng là sinh nghề tử nghiệp gắn bó với ngành thể thao, tôi thấy rằng mỗi một cái sự kiện thể thao như thế là ngành thể thao được hưởng lợi rất nhiều. Tức là một lần để Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp cơ sở vật chất lên. Thế thì sau SEA Games 31 vừa qua thì ta thấy rằng bộ mặt của Mỹ Đình hiện nay cũng đã khá lên rất nhiều. Toàn bộ cái hạ tầng, toàn bộ cơ sở vật chất hầu như là được tân trang hay hoặc là được thay mới hay hoặc được bổ sung. Bổ sung. Từ đường chạy, như ngày xưa đường chạy hỏng hết rồi, đường chạy giờ làm cái đường chạy rất đẹp. Hai nữa là các cái phòng chức năng hay là này khác ở sân vận động cũng như cung thể thao dưới nước hầu như là được thay mới toàn bộ. Cái đó là cái rất hạnh phúc cho ngành thể thao, mà cái đó là thể hiện cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các công trình thể thao của quốc gia. Vừa qua thì lùm xùm về cái mặt sân. Thật ra cái mặt sân nó là sai sót về mặt kỹ thuật. Vậy mà kỹ thuật cho nên nó dẫn đến thế thôi. Chứ sau một tháng từ ngày 17 tháng 1 cho đến 17 tháng 2 thì bây giờ cái mặt sân nó lại trở lại đẹp long lanh rồi. Mặt cỏ tôi nhìn tôi lại thấy nó mượt rồi. Bây giờ lại đáp ứng tất cả các cái đội bóng đá có thứ hạng ở trong nước và quốc tế đến tham gia thi đấu. Mà nó không phải như thời gian vừa qua báo chí lùm xùm nhiều như vậy. Thế thì tôi cho đây là lỗi về mặt kỹ thuật. Và cái này là khu liên hợp cũng cần phải rút kinh nghiệm. Để chuẩn bị cho một cái sự kiện thể thao quốc tế thì mình cũng phải có một cái tâm thế chuẩn bị cho tốt lên. Chứ nếu chuẩn bị tốt thì không tốn tiền mà rất là chất lượng ở dưới con mắt của bạn bè trong nước và quốc tế. Thì cái đó là cái những cái chủ quan. Thì tôi đã có buổi làm việc và trao đổi với đồng chí Hồ giám đốc, và đồng chí cũng thấy như vậy. Cũng lúc đó nó cũng nhiều vấn đề đang tập trung, vừa SEA Games xong AB này khác, nó cũng nhiều vấn đề, cho nên là nhiều khi nó cũng sơ nhãng một tí, nhưng mà cũng thấy đấy là cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà tôi nghĩ là hiện nay cơ sở vật chất là tôi cho là khá là tốt. Thế thì để duy trì nó thì tôi thấy rằng là cái bài toán hiện nay ấy, là phải có nguồn thu. Phải có tiền, nói cho cùng là phải có tiền đấy. Thì cơ sở vật chất nó mới không xuống cấp được. Nó thời tiết khí hậu của Việt Nam mình như vậy, và cái thời tiết như vậy đấy. Thế và nếu như không có tiền thì công tác duy tu bảo dưỡng sẽ gặp khó khăn. Mà gặp khó khăn thì cơ sở vật chất sẽ xuống cấp vậy đó. Thế thì tôi trước đây mà làm cái sân, trước khi tôi quản lý ở đây thì chúng tôi đã đi tham quan nhiều các cái sự kiện thể thao trong khu vực thôi và châu lục. Thì tôi đến cái sân Kuala Lumpur của Malaysia. Đấy, thì họ xây dựng cái sân đó là cái sân 10 vạn chỗ ngồi. Nghe báo cáo thì họ nói có rõ rằng ngay năm thứ 2 đấy, là nhà nước đã đầu tư ngay là 100 tỷ, nó khoảng 5 triệu đô lúc bây giờ. Cho duy tu bảo dưỡng một năm. Thế và cứ thế nó cứ nhân lên hàng năm. Là dù ông có thu được thì ông phục vụ cho tái sản xuất này khác, về đời sống cán bộ nhân viên, chứ còn lại nhà nước vẫn cứ cấp một năm cái khoản nhất định. Hay hoặc là sân vận động tổ chim của Trung Quốc cũng vậy, nó có khoảng 15 triệu đô trong ngay cái năm thứ hai,
để cho duy tu bảo dưỡng. Thế thì tôi muốn nói rằng đối với các nước ấy, khi mà các cái công trình thể thao quốc gia mà nó đã hình thành, bắt đầu đưa vào sử dụng, thì người ta thường bố trí ngân sách hàng năm để cho phục vụ cho duy tu bảo dưỡng. Thế còn cái tiền thu được của nó ấy, thì để phục vụ tái sản xuất ấy, hoặc chăm lo cho đời sống cho cán bộ công nhân viên ở đấy. Thì họ có phải nộp thuế không ạ? Có chứ. Thu một đồng phải nộp thuế một đồng. Cái đó là đương nhiên chứ không thể khác được. Ở đâu thế, luật pháp đấy rất nghiêm. Và của mình thì hơi có cái bất cập ở cái chỗ đó. Nhưng còn lại thì các nước là thu là nộp. Thuế là rõ ràng như vậy. Phần việc nào đi phần việc đó, không thể khác được. Thế thì tôi muốn nói rằng như vậy thì đối với Mỹ Đình hiện nay, mà nếu như mà tự chủ toàn bộ thì rất khó khăn. Rất khó khăn. Thế vừa qua tôi biết là chính phủ đã giao cho Mỹ Đình và bộ để xây dựng cái đề án để tháo gỡ ở đây. Thì tháo gỡ ở đây là tháo gỡ về mặt cơ chế. Nhưng cơ chế này phải có một cái giải pháp hết sức cụ thể để chính phủ xem xét và chính phủ quyết. Đấy. Chứ không thể nói cơ chế chung chung được. Là tôi nói ví dụ tự chủ, thì chủ tự chủ ở Mỹ Đình hiện nay chỉ nên tự chủ 50-60%. Còn 40-50% là hàng năm ngân sách phải cấp. Ví dụ một năm ở đây nó cỡ khoảng 100 tỷ thì nhà nước phải hỗ trợ nó khoảng 40 tỷ cho đến 50 tỷ. Để làm gì? Cái tiền đó tập trung chủ yếu cho duy tu bảo dưỡng. Để chống xuống cấp công trình và xây dựng một số công trình mới. Đấy. Thế còn lại cái phần tự chủ khoảng 40-50% để người ta trang trải về chi thường xuyên và chi lương và những cái khác. Đấy. Thế thì Mỹ Đình mới giữ được. Chứ còn nếu bây giờ lại áp cái công thức tức là vẫn tự chủ 100% thì rất khó khăn cho Mỹ Đình. Mỹ Đình cán bộ công nhân viên cũng gặp rất nhiều khó khăn, đời sống cũng rất là khó khăn. Tôi biết ở đây có cái giai đoạn mà dịch bệnh ấy là vì tự chủ không thu, không có nguồn thu, anh em không có lương. Cái đó tôi rất chia sẻ đối với đồng chí giám đốc ở đây và ban giám đốc cũng như anh em ở khu liên hợp là quá vất vả. Và nhưng mà đấy nó là cơ chế mất rồi. Vì tự chủ thì nhà nước không cấp nữa, mà không cấp thì bây giờ dịch bệnh mà không có nguồn thu thì chết, thì sẽ khó khăn. Thế thì đấy là những cái mà cái nút thắt hiện nay về vấn đề cơ chế cho Mỹ Đình. Thì đấy là cái bài toán mà tôi cho rằng như thế thì nó sẽ thoát được ra. Và cơ sở vật chất nó sẽ được giữ vững. Và đời sống cán bộ công nhân viên nó sẽ tăng lên được ổn định hơn. Thì cái bộ mặt của Mỹ Đình nó sẽ sáng sủa lên. Và xứng đáng là một cái sân vận động quốc gia hay là cái khu liên hợp thể thao của quốc gia. Vừa qua thì tôi cũng thấy rằng sau cái thanh tra của chính phủ toàn diện ở Mỹ Đình ấy, thì tôi cũng thấy rằng thanh tra đã hết sức tức là ủng hộ và giúp đỡ cho Mỹ Đình, chỉ ra những cái sai, những cái vi phạm, những cái cần khắc phục. Đấy. Thế nhưng đồng thời cũng là đưa ra những cái giải pháp để cho Mỹ Đình báo cáo bộ và đồng thời báo cáo chính phủ đưa ra những cái giải pháp. Ví dụ như vừa rồi đấy, là tôi cho là thanh tra cũng đã có một cái ý kiến rất là xác đáng để tháo gỡ cái nắp thút cho Mỹ Đình. Mà cái này thì rõ ràng là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thì rõ ràng vấn đề thanh tra là để chỉ ra cái sai, nhưng đồng thời cũng phải ủng hộ và giúp đỡ, đồng thời là hướng cho các cái đơn vị đó cái lối thoát. Thì vừa qua thanh tra chính phủ đã làm được cái đó cho Mỹ Đình. Ví dụ như thế, đề xuất ví dụ như cái cơ chế chính sách để cho Mỹ Đình ổn định để phát triển, mà chính từ những cái đó mà chính phủ vừa qua đã chỉ đạo như vậy, đã chỉ đạo Mỹ Đình như vậy, thì tôi cho rằng rất là hay. Hay hoặc những cái nào cần làm, cái nào không cần làm. Cái này làm là không đúng, cái này làm là không đúng, cần khắc phục ngay. Thì chỉ ra rất nhiều những cái nhỏ, kể cả trong vấn đề quản lý tài sản công. Cũng vậy, thanh tra chính phủ cũng chỉ ra cái đó. Mà tôi cho rằng rất là ấm lòng chỗ đó. Điều gì khiến ông cảm thấy ấm lòng ạ? Vì sự quan tâm hay là sự tháo gỡ ạ? Và đâu là cái nút thắt mà ông thấy nó khó nhất để mà có thể tháo gỡ được cho Mỹ Đình? Cái ấm nhất vừa qua ấy, là từ cái thanh tra. Sau đó thì chính phủ chỉ đạo để xây dựng một cái đề án tháo cái nút cho Mỹ Đình. Và tôi biết hiện nay thì Tổng cục khu liên hợp cũng đang tập trung để xây dựng cái đó. Để báo cáo bộ, để bộ báo cáo chính phủ. Nếu mà tháo được cái nút đó ra thì Mỹ Đình sẽ phát triển. Sau cái loạt trận ở APEC Cup vừa rồi thì rất nhiều các bác ở trên Trung ương cũng đã có cái ý là sẽ hỗ trợ cho Mỹ Đình để tháo gỡ. Bởi vì dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đang nhìn thấy một cái bộ mặt của một nền thể thao. Và rất nhiều người cảm thấy xót xa vì những hình ảnh như vậy. Thì với tư cách là một người đã quản lý khu này 8 năm, thì ông có một cái đề xuất gì về mặt cá nhân? Tức là cá nhân ông nhìn thấy thì ông đề xuất một cái gì đó
để nó có thể tháo gỡ cho Mỹ Đình ạ? Một cách cụ thể nhất. Cụ thể thì trước hết là phải nói trong ngành đã. Vâng. Tôi cũng đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần quan tâm chỉ đạo sát sao hơn tới cái hoạt động của Mỹ Đình. Vâng. Bằng kế hoạch, bằng chương trình và bằng đề án. Từ đó để kịp thời báo cáo với chính phủ, các bộ để tháo gỡ những khó khăn cho Mỹ Đình. Và hiện nay chính phủ đang chỉ đạo và bộ đang làm. Tôi cho đấy là cái ấm lòng nhất đối với tôi hiện nay. Và tôi cũng thấy rằng là người hâm mộ cũng như là những người quan tâm tới thể thao vừa qua cũng có rất nhiều những ý kiến phản ánh với một cái tâm huyết, cũng là mong muốn tức là có một cái sự đầu tư cho Mỹ Đình cách tốt hơn. Tốt hơn. Và cái đó là cái mà hiện nay thì chính phủ cũng đang chỉ đạo. Thế rồi thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Thể thao cũng đang chỉ đạo quyết liệt. Thế và các cơ quan chức năng của các bộ liên ngành cũng đang giúp đỡ vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng thời gian tới đây thì chính phủ sẽ có cái quyết sách cho Mỹ Đình một cách chi tiết cụ thể để cho Mỹ Đình vận hành và hoạt động, cũng như là để thúc đẩy cái sự phát triển của Mỹ Đình lên. Chúng ta sẽ trở lại một tí về những cái khó khăn mà chúng ta đã phải trải qua. 8 năm ông làm giám đốc Liên đoàn Thể thao Mỹ Đình, thì đâu là cái khó khăn lớn nhất mà ông đã phải đối mặt và ông đã giải quyết nó như thế nào ạ? Bởi vì theo những cái thông tin mà chúng tôi biết thì mỗi một năm cái khoản tiền rót về để hỗ trợ cho Mỹ Đình ấy, nó thực sự là một con số rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với cái diện tích cần phải chăm sóc ở trên khu Mỹ Đình của mình. Năm 2000, cuối năm 2010, cứ cho là đầu 2011 tôi về đây, cái đầu tiên mà đập vào tôi là cơ sở vật chất ở đây xuống cấp. Hai nữa là những cái khu đất đã đền bù giải phóng mặt bằng là cây cối nó mọc hai đầu người, hàng rào thì không có. Đấy là nơi buổi tối đến là tranh giành buôn bán hàng quán và mở những cái video đấy, mình cũng xem bấy giờ đấy. Vâng. Thế và đã có trường hợp là đâm chết nhau ở bên chỗ gần cái gần cung của Thao Dưới Nước. Vâng. Ở cái khu đất đã đền bù giải phóng mặt bằng. Thế và tệ nạn xã hội thì quá nhiều, buổi tối ở đấy quá nhiều. Hai nữa là đất đai thì ít nhất là có 3-4 chỗ bị lấn chiếm. Nguồn thu thì không có, thu không đáng kể. Nguồn chi thì lớn như không có. Nhà nước mỗi năm nhỏ giọt cho độ 20 đến 25 tỷ. Thì cũng mà hơn 100 con người thì cũng là chỉ đủ chi cho hành chính với chi lương. Một phần cho duy tu bảo dưỡng, bây giờ tôi xem thì nó mỗi năm cấp cho duy tu bảo dưỡng nó cỡ khoảng 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi. Thì thật ra nếu 2 tỷ rưỡi thì không đủ quét sơn một cái mảng. Bảo dưỡng rất khó khăn. Mà trong cái đó thì tất cả các cái cơ sở vật chất đều xuống cấp. Từ những cái mái trên khán đài AB cứ mưa là dột xuống rồi, cho bên cung thể thao cũng vậy. Đi nước cũng vậy. Cái đó là cái mà đặt cho tôi một cái câu hỏi rằng ta quản lý một cái tài sản lớn như thế này, tức là nhà nước giao cho ta một cái tài sản lớn như thế này mà ta vẫn chịu vào cái bầu sữa của mẹ thì thật sự là khó khăn. Thế thì 2011 là tôi đẩy mạnh cái khai thác các cái hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ. Thì năm ấy tôi thu khoảng hơn 20 tỷ. Đấy là một cái tín hiệu rất là tốt mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bây giờ đánh giá rất cao. Và sau đó quyết tâm để đưa Mỹ Đình và một vài đơn, 4 đơn vị của bộ nữa vào tự chủ một phần và tự chủ toàn phần về tài chính. Đấy. Vì cái này là theo yêu cầu của chính phủ, Bộ Tài chính, là Bộ Văn hóa có hơn 70 đơn vị sự nghiệp mà không có đơn vị nào tự chủ. Thì sau khi một năm tôi làm như vậy, lúc đó tôi chưa có một cái mảnh đất nào để cho thuê cả. Thì năm sau khi mà đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xuống làm việc, và sau đó thì tôi báo cáo và bộ đồng ý bắt đầu mới cho khai thác những cái khu sình lầy này khác ở bên chỗ gần Liên đoàn bóng đá mới thì mới làm. Thì những cái bãi đó lúc ấy thì nó do nó là cái đất nó bồi bằng cát trước đây, san bằng cát, cho nên là có con sông ở cái làng Nhân Mỹ, cho nên là mỗi một năm nó cứ mưa một trận mưa là nó tạo thành những cái hồ lớn hàng vài bằng hàng 1 hecta một ấy, rộng mà nó sâu khoảng hơn 1 mét. Đấy. Thế khi mà chúng tôi vào để giải quyết cái tệ nạn xã hội ở trong đó ấy, thì vào đấy mới thấy là toàn những cái hồ lớn cả trong đó vì cát nó bị trôi. Thế mà bây giờ thì quan điểm tôi là tôi đề xuất là bây giờ là cho cắt hết, đốt hết tất cả những cái lau sậy đi và sau đó là cho thuê san bằng lại. Và sau 10 các đơn vị người ta đến, người ta cho thuê làm sân bóng, cho thuê thành cái khu A, khu B này khác. Vừa tạo nguồn thu nhưng vừa quản lý được đất đai. Tăng cường được cái quản lý cơ sở vật chất mà chống được cái tệ nạn xã hội Hà Nội. Thì lúc đó thì bộ đồng chí bộ trưởng đồng ý ngay.
Đồng chí Thứ trưởng đồng ý ngay và cả Tổng cục Thể thao đồng ý ngay là thấy tốt quá. Thế từ cái câu chuyện đó thì bắt đầu mới mời các đơn vị vào bắt đầu mời người ta có vào đâu. Bởi vì một đơn vị người ta vào người ta làm, người ta phải bỏ ra hàng chục tỷ để người ta san lấp và người ta làm đường, người ta làm điện, người ta làm lại toàn bộ đấy, người ta lại làm nhà thành cái khối căn thì sau cho mới cho thuê. Thế người ta bỏ rất là nhiều. Thế nhưng mà trong cái điều kiện người ta bỏ tiền ra như vậy nó lại mắc khổ này là đất đây là đất chờ dự án. Khi nào có dự án là dự án ngay. Thế thì chưa động đến cái thì một nó là cái ông sân đua làng chảo ông dục dịch ông ấy xin thủ tướng là cho làm. Thế là nó cứ yêu cầu nó chuẩn bị giải tỏa khu rồi cho nó. Sau đó lại nhà nước đăng cai ASEAN 18. Thế lại một cái đợt như vậy, lại một cái đợt giải tỏa. Thế như vậy người ta cứ vừa làm cái lại cắt điện cắt nước người ta và bắt đầu yêu cầu đóng lại. Rất vất vả những cái đơn vị thuê đó. Chúng tôi rất thương cảm vấn đề, thông cảm những cái đơn vị thuê đó rất khó khăn. Thu được không thu được. Được hơn một năm thì ngành lại yêu cầu cho thanh lý hợp đồng. Thế thì những cái đó là những cái mà khó khăn. Kể cả khi bộ đồng ý cho làm rồi vẫn cứ khó khăn. Khó khăn. Chứ không phải nó là nó thuận. Thế thì cũng cứ vừa làm với rút kinh nghiệm, vừa làm vừa xin báo cáo bộ để vừa làm vừa động viên anh em lại để mà tập trung mà làm. Thế thì cái nguồn thu nó cứ nâng dần lên. Kết hợp thu các cái sự kiện văn hóa, văn sự kiện thể thao để tập trung các nguồn thu và có cái đề án và cái nghiêm túc để mà thu cho nó tốt. Thế thì nguồn kinh phí nó nâng lên từ 20 tỷ đến 40 tỷ đến 50 tỷ. Thì như vậy là tập trung cho duy tu bảo dưỡng rất là lớn. Hai nữa là đời sống anh em rất là cao, khá. Ngoài lương cơ bản, một lần lương thu nhập tăng thêm cơ mà. Thế rồi thì chế độ ăn ca, chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế. Đối với một đơn vị tự chủ là rất quan trọng. Thì cái đó chúng tôi làm là cái đó. Thế nên là cũng ấm lòng cán bộ công nhân viên ở đây. Và đời sống nâng lên. Kinh phí tập trung cho duy tu bảo dưỡng rất là cao. Hàng năm hàng chục tỷ đồng một năm. Thế đến hơn chục tỷ. Hai nữa là từ cái nguồn thu đó lại làm được rất nhiều. Ví dụ làm mấy cái mặt sân bằng tiền của thu hay là cái trụ sở văn phòng cũng là lấy từ nguồn thu đó. Hoặc là bên chỗ cái bể bơi nước nóng cũng lấy từ nguồn thu đó. Như vậy trong bấy nhiêu năm, có mấy năm nhưng cũng dành ra khoảng 30-40 tỷ để đầu tư xây dựng công trình chứ không lấy cái ngân sách nhà nước. Báo cáo bộ và chúng tôi thu được ngần nào đấy. Và bản thân tôi cũng rất là tiết kiệm, cố gắng là dành dụm được 5-7 tỷ thì lại báo cáo bộ để so làm cái việc AB và xây dựng dự án để tái đầu tư luôn chứ không phải là mình lợi dụng cái đó để mình lại một thôi và tiền nhà nước vẫn cứ cấp cho đầu tư xây dựng mà không có thì thôi, còn cái tiền này ta cứ sử dụng theo cái tự chủ thì nó lãng phí. Là một người lãnh đạo tôi lúc nào tôi cũng cứ đắm đuối cái chuyện đó để mà chắt bóp để mời cho anh em vậy. Thế thì những cái khó khăn và những cái thuận lợi nó đan xen như thế, thật ra là không phải là không có thuận lợi, có những cái phần về thu về sau này nhưng nó có những cái khó khăn rất là lớn như trước đấy. Đúng rồi, ông vừa nói một cái từ là lãng phí là cái từ mà đúng là nó đang nảy trong đầu. Bởi vì là nếu mà chúng ta mà không biết tận dụng ấy thì chúng ta lãng phí một cái nguồn lực cực kỳ lớn của nhà nước mà đời sống của cán bộ công nhân viên của chúng ta thì lại thấp. Thậm chí là có rất là nhiều những người tài họ có thể bị những nơi khác họ câu. Mà nếu như mình không giữ được người tài thì làm sao mà mình có thể là điều hành cả một cái hệ thống này. Tôi bảo 8 năm tôi thu cho nhà nước 500 tỷ. 500 tỷ. Nhưng nhà nước không phải mất đồng nào đầu tư. Lẽ ra tiền đó nhà nước phải bỏ. Nhưng nhà nước không mất xu nào cả. Tôi thu về cho nhà nước khoảng 500 tỷ. Thế cho nên là khi thanh tra thì thanh tra về nguồn thu và nguồn chi của chúng tôi là đều đúng, không vi phạm. Để biểu hiện rằng chúng tôi nguồn thu về và nguồn chi là nó rất là nghiêm túc. Chứ không phải là đơn vị tự chủ, anh muốn làm gì thì làm, muốn chi gì thì chi. Thời gian vừa rồi, khi mà cái mặt sân Mỹ Đình nó trở thành một cái nỗi bức xúc của người dân, rất nhiều người đã gọi tên ông. Thậm chí là các anh em phóng viên chúng tôi cũng gọi tên ông khá là nhiều. Cảm xúc của ông thế nào? Thật ra thì tôi là con người sinh ra làm thể thao. Nó gọi là sinh nghề và tử nghiệp. Lúc nào tôi cũng đau đáu cho ngành. Mặc dù tôi nghỉ hưu rồi nhưng mà tôi vẫn tham gia các liên đoàn thể thao. Tôi cũng vẫn đóng góp. Tôi ở Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam mà tôi làm cái mảng đuối nước. Thì tôi cũng cứ cố gắng làm sao để một năm kêu gọi các cái địa phương, các ngành để phổ cập bơi. Cứ phổ cập được một người là tôi nghĩ là cứu được một con người. Nếu như có những cái trận phong ba, bão tố không biết thế nào cả. Nếu cháu biết bơi thì cháu sống. Nếu cháu không biết bơi thì cháu có khi cái rủi sẽ đến với các cháu. Cho nên là cái tâm của tôi là tôi lúc nào cũng gắn bó với ngành. Cái sân vận động đấy thôi.
tôi thấy sân cỏ đẹp là tôi đều điện, tôi bảo sân này đẹp. Sân cỏ mà nó xấu tôi bảo phải tâm trung vào. Thì tôi cho đây là cái lỗi kỹ thuật của cái khu liên hợp thể thao ở giai đoạn đó. Chứ tôi biết rằng khán giả, người hâm mộ cũng rất là bức xúc cho vấn đề đó. Họ bức xúc là đúng thôi. Mặt sân quốc gia không thể để nó như thế là cái châu không một gặm, thế thì không được. Và mình cũng thấy thế, và tôi cũng thấy rằng là một phần trách nhiệm của tôi khi mà thế nhưng vì tôi nghỉ hưu mất rồi, thì nếu tôi còn thì thỉnh thoảng tôi vẫn qua có gì tôi góp ý, nhưng có cái dạo đó hầu như là tôi lại ít qua đây. Có thì là tôi vẫn lại xuống xem sân với anh em để có vấn đề gì để góp ý. Thế nhưng mà chỉ có vừa qua mỗi có cái lỗi kỹ thuật nó xảy ra như này thì dư luận người ta bức xúc, tôi cho là đúng. Hôm vừa rồi ông góp ý gì với giám đốc trung tâm Nguyễn Trọng Hổ ạ? Giám đốc khu liên hợp thể thao Nguyễn Trọng Hổ về cái mặt sân, cái cách chăm sóc cỏ? Không, quy trình thì ở đây thì các phòng ban đấy nó nắm rồi. Đồng chí Hổ cũng biết rồi. Có cái là quá trình chỉ đạo để mà làm cho nó tốt thì với đó chúng ta là phải lưu tâm chỗ đó. Ví dụ thời gian tôi làm trước đây ấy, một năm mà ví dụ sân vận động không đá trận nào, một năm cũng phải mất khoảng 1.8-2.5 tỷ cho duy tu bảo dưỡng cái mặt sân. Ví dụ một tháng là phải cắt cỏ 2 lần, cắt 3 phân đến 5 phân, 2 lần cắt xong rồi đấy, là bắt đầu phun thuốc. Cắt xong rồi là bắt đầu diệt giun, vì nó chơi đất nó mùn lên là rất nhiều giun. Sau đó thì có cái máy đánh lỗ để đánh lỗ để nó giải quyết, thứ nhất là nó thoát khí vì nó là cát mà, chứ cỏ nó thơm. Cái thứ hai nữa là để mình bù phân và cát vào. Sau đó là có cái lu 5 tạ là lu. Lu phẳng đét rồi bắt đầu là tưới. Cứ tháng phải đều đặn 2 lần. Thì mặt sân nó tốt. Có các cái sự kiện văn hóa thì phải lưu ý, phải tính cho nó kỹ. Nếu có sự kiện thể thao là phải tránh nó ra. Khoảng 20 ngày. Thế nên nếu mà mình lại không có tiền, mình lại tham thôi, lại có cái này đơn vị tự chủ thì nó đâm cho lỡ. Thế thì nếu ta thực hiện quy trình đúng như thế thì cái mặt sân nó rất là tốt. Vì cái tôi nói rằng đây là cái cỏ gà bò này là nó sống trên cát và nó chịu được thời tiết khắc nghiệt, kể cả sương muối. Đấy là cái rễ của nó. Nhưng nó khó là nó sống trên cát, nó phải có cái ăn. Nếu sống trên cát mà không có cái ăn thì cát nó lì ngay cái mặt này, cứng đét. Thế mà hay nó cỏ sẽ không lên được. Nó có lên được thì cỏ nó cứ cái thân cỏ nó rất gầy. Đấy, và nó làm cho cái mặt sân rất là xấu. Thế bởi vì nếu được ăn đủ thì nó đi đâu nó bậm rễ đấy và nó lại ra ánh luôn đấy. Thì lúc nào cũng dày, cái thân cỏ cũng dày và cái ngọn cỏ cũng dày đấy. Chân nó chắc một nó tua tủa lên đấy. Thế thì đấy, nó dễ, cái cỏ này nó dễ sống nhưng lại khó tính ở chỗ đó. Không cho nó ăn thì là nó chết đấy. Chứ không phải là bây giờ phải thay mặt cỏ, không cần. Vì cái này nó bò đến đâu nó lên mắt đến đấy. Có thể cái cỏ này mà nếu anh cứ chăm bón tốt đều đặn thì 10 năm nữa châu Âu vấn đề gì cả, mặt cỏ vẫn cứ tốt bình thường, chả vấn đề gì cả. Đấy là cái cỏ gà bò thì nó như thế. Nhưng mà có lẽ là phải rất là xin lỗi ông để đặt ra một câu hỏi như thế này, bởi vì là thực sự là dư luận cũng đang rất là muốn đặt ra một cái câu hỏi là thời gian khi mà ông làm ở khu liên hợp thể thao Mỹ Đình ấy, là một cái khoảng thời gian mà như ông vừa nói là ông kiếm được 500 tỷ về, nhưng dư luận thì vẫn nghĩ rằng là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà thực sự là nó có rất nhiều vấn đề. Và thậm chí là nhiều người có nói là có khả năng là ông sẽ có những vấn đề về mặt pháp luật. Bây giờ ông có thể chia sẻ câu chuyện này một cách rất là thẳng thắn được không ạ? Tất cả về làm trong thời gian tôi làm ở đây ấy, là phải nói là tận tâm tận sức để làm việc. Tạo nguồn thu cho đơn vị, để cho đơn vị phát triển. Tôi tự hào rằng trong bấy nhiêu năm tôi làm, cơ sở vật chất ở đây rất là tốt. Qua cái thanh tra vừa qua thì phải nói rằng cách sử dụng của tôi, cách làm việc của tôi, từ sử dụng nguồn thu, nguồn chi cho đến các cái mặt khác là rất nghiêm túc. Đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng cái đó là đối với tôi là tôi thấy sẽ không có vấn đề gì để mà phải băn khoăn cho vấn đề này. Chứ nếu mà mình mà làm sai thì bây giờ khó mà có thể anh em có thể ngồi đây được, đúng không ạ? Thanh tra vừa qua thì thanh tra toàn diện, thanh tra 2 nội dung, một là quản lý đất đai, 2 là sử dụng tài sản công. Quản lý đất đai sau 8 năm, họ nhiều dư luận lúc đó cứ nói rằng tôi biết đâu tôi bán bỏ đất, hoặc là tôi có này khác, tôi đất sẽ bị mất đi. Nhưng khi thanh tra thì thấy rằng trong
8 năm tôi quản lý không mất một mét đất của nhà nước. Thậm chí tôi còn đòi được hơn 200 mét vuông ở chỗ Phú Đô về cho từ 2003. Đấy. Mà cái này thì các bộ ngành đã phải ghi nhận vấn đề này. Đấy. Về sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công thì vấn đề của tôi làm rất nghiêm túc. Giữa nguồn thu và nguồn chi không có một thất thoát của nhà nước một đồng nào. Mặc dù đơn vị tự chủ nhưng không thất thoát của nhà nước một đồng nào. Và cái đó thanh tra đã kết luận rõ như vậy. Tôi là con người trong ngành, tôi đã nói tôi sinh nghề từ nghiệp, tôi vẫn cứ làm thể thao mà. Tôi vẫn đi đóng góp cho thể thao. Cho nên tôi cũng thấy đó là cái niềm vui. Những lúc đó lúc nào tôi có mặt ở những cái chiến trường thể thao để xây dựng phát triển phong trào. Đó là cái nguồn niềm an ủi của tôi nghĩ là vậy. Đấy, thế và cũng nhiều người ta thấy thế, người ta cũng thấy, người ta cho rằng rất là chia sẻ thôi chứ không. Chứ còn thì buồn thì rõ ràng có lúc của mình làm như thế mà người khác phải buồn chứ, phải được ghi nhận chứ. Tôi được nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3, hạng 2 cơ mà. Tôi là chiến sĩ thi đua toàn quốc của ngành thể thao mà. Tôi đóng góp cho thể thao rất là nhiều đấy, thì tôi cũng có cái tự hào. Và gia đình này khác thì cũng có những cái chia sẻ này đó thì tôi cũng thấy. Anh có muốn nói một lời nào đấy để chia sẻ với những người yêu thể thao cả nước, những người rất là quan tâm đến khu Mỹ Đình? Và đặc biệt là anh có một cái đề xuất gì đó để cho bộ, thậm chí là cao hơn, có thể cởi trói cho Mỹ Đình để chúng ta có được một cái khu liên hợp thể thao nó thực sự là hiện đại, xứng tầm với niềm tin yêu của người hâm mộ cả nước. Cái đề xuất về cơ chế chính sách thì tôi vừa nói rồi. Đối với chính phủ thì chính phủ đang tập trung chỉ đạo. Đối với bộ và tổng cục thể dục thể thao thì cũng đang xây dựng cái đề án rất là quyết liệt lên đấy, rất là nghiêm túc. Và cái mong muốn của tôi thì tôi đã nói rồi. Mong cho cái Mỹ Đình nó sẽ thay ra đổi thịt theo từng ngày một. Thế và tôi cũng thấy rằng tôi cũng rất là cảm ơn những người yêu thể thao trong cả nước. Trong thời gian qua cũng rất là quan tâm. Trong cái lúc hãnh diện về thể thao, trong cái lúc cũng không hài lòng về cơ sở vật chất của thể thao, nhưng mà cái tâm thì lúc nào cũng hướng về thể thao. Tôi cho cái đó là cái tôi cũng hết sức là cảm ơn. Kể cả các cái cơ quan báo chí cũng có những lúc có các anh các chị cũng không bằng lòng, cũng nói vấn đề này vấn đề khác, nhưng mà chẳng qua là cái đích cuối cùng là các cơ quan báo chí cũng là rất mong muốn cho thể thao phát triển và cho Mỹ Đình phát triển. Cho nên là có những cái nói ra như này khác thì cái đó là thật sự là người ta muốn chia sẻ. Và tôi cũng hết sức là cảm ơn, cũng mong muốn là hết sức là ủng hộ. Và tôi cũng như là cũng giờ bây giờ về hưu rồi thì như một người dân thôi. Cũng rất là mong muốn và hy vọng là cái Mỹ Đình mỗi ngày nó mỗi tốt lên. Xin được cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Và mong rằng là những cái điều mà anh đang ấp ủ nó sớm trở thành hiện thực. Thể thao sẽ phát triển và cơ sở vật chất của chúng ta cũng sẽ phát triển tương xứng. Cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe. Cao bằng lông là cao sườn hươu. Cao bằng lông CBG được chế biến từ 100% sườn hươu từ vùng núi Altai CBG Liên bang Nga. Đây là loài hươu được đánh giá cho chất lượng sườn hươu vô cùng bổ dưỡng bởi chúng có khả năng thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt của vùng núi CBG. Cao bằng lông CBG được nấu trong suốt 5 ngày đêm, kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và hiện đại, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm vô cùng chất lượng. Cao bằng lông CBG chứa hàm lượng protein, axit amin, canxi vô cùng tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Cao bằng lông CBG rất hiệu quả cho người gầy yếu, mệt mỏi, suy nhược, sức đề kháng kém, đau nhức xương khớp. Chỉ 2 tuần để lấy lại thể lực sung mãn, khí lực dồi dào. Chỉ 2 tuần để bạn cảm nhận tác dụng của cao bằng lông CBG, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, tê nhức chân tay, hỗ trợ mạnh cơ xương và tăng sức đề kháng. Mua một hộp cao bằng lông CBG 100g tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 100g trị giá 1.200.000 đồng. Mua 2 hộp cao bằng lông CBG 100g tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 300g giá 2.400.000 đồng. Hãy gọi ngay đến số hotline để đặt mua được sản phẩm cao bằng lông CBG